Doanh nhân, diễn giả, tác giả Nguyễn Mến được biết đến là một doanh nhân có sự nghiệp kinh doanh rất thành công và là tác giả viết những cuốn sách về kinh doanh và truyền động lực tích cực trong cuộc sống được rất nhiều độc giả yêu mến. Doanh nhân Nguyễn Mến, chủ tịch công ty cổ phần tập đoàn GBM, nhà sáng lập 6 thương hiệu thời trang nổi tiếng, tác giả 3 cuốn sách bestseller Nhất định phải kinh doanh cái gì đó, Nhất định phải tự chủ và hạnh phúc, Kinh doanh thời trang thành công từ A đến Z. Là một doanh nhân rất thành công trong lĩnh vực thời trang, Nguyễn Mến còn là một chuyên gia đào tạo xuất sắc. Chị là diễn giả được yêu thích của nhiều trường doanh nhân uy tín và chuỗi chương trình hội thảo về khởi nghiệp do Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các tỉnh thành tổ chức. Với mong muốn đồng hành cùng hàng ngàn phụ nữ làm kinh doanh, có cuộc sống đam mê, tự chủ và hạnh phúc, Nguyễn Mến đang trên đường trở thành nữ doanh nhân truyền cảm hứng kinh doanh số 1 của Việt Nam. Với mong muốn được cùng các cộng sự có sự nghiệp thành công, giàu có và hạnh phúc hơn, tháng 6 năm 2022, doanh nhân Nguyễn Mến trở thành chủ tịch GBM Group, tập đoàn kinh doanh đa ngành, lấy thời trang làm lĩnh vực kinh doanh cốt lõi. Với chiến lược kinh doanh thông minh, tận dụng tối đa các nguồn lực sẵn có, cùng đội ngũ nhân sự, cổ đông, cố vấn đam mê, nhiệt huyết, có chuyên môn cao trong nhiều lĩnh vực, chủ tịch Nguyễn Mến có kế hoạch đưa GBM Group niêm yết trên sàn chứng khoán vào năm 2025 và khát vọng trở thành tập đoàn hàng đầu về thời trang tại Việt Nam vào năm 2030. Khi mà gặp chị Mến thì mình thấy ở chị Mến có rất nhiều những tố chất của một người phụ nữ rất nhiều năng lượng cũng như là mà có một cái chiến lược kinh doanh rất là tốt. Lập tức là Tiến Vũ cảm thấy là mình đã tìm được người đồng hành với mình trong chặng đường phía trước rồi. Qua một thời gian theo dõi, thấy hoạt động của công ty và của tập đoàn rất là phát triển cũng như là có sự tin tưởng rất là lớn đối với cả chủ tịch Nguyễn Mến. Cho nên là tôi rất là muốn trở thành một cổ đông của tập đoàn. Lý do thứ nhất, mình đã đồng hành cùng với chủ tịch Mến hơn 8 năm. Mình rất tin tưởng vào chủ tịch Mến. Là một nữ doanh nhân, một diễn giả chuyên cảm hứng, một tác giả nổi tiếng, Nguyễn Mến, chủ tịch GBM Group luôn mong muốn cống hiến nhiều giá trị vì một cộng đồng kinh doanh phát triển và một xã hội tốt đẹp hơn.